Hello mọi người, lại là kênh YouTube Đố Vui Nhanh Trí của bọn mình đây. Rất vui vì được gặp lại các bạn trong video lần này. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chuỗi series những câu hỏi đuổi hình bát chữ nhé. Hãy yêu thương bọn mình bằng cách dành tặng cho bọn mình một like và một subscribe để ủng hộ tinh thần và sự lớn mạnh của kênh nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúng ta sẽ cùng khởi động với câu hỏi đầu tiên nào các bạn ơi. Các bạn nhớ chú ý thật kỹ đến những gợi ý mà Đố Vui Nhanh Trí mang lại nha. Và gợi ý lần này chính là những bông hoa cúc và bản đồ dành cho nước Áo. Xin chúc mừng các bạn đã tìm ra được đáp án chính xác của câu hỏi này chính là cúc áo nha. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi số 2 để xem có làm khó được các bạn không nào. Và gợi ý dành cho các bạn chính là mũi tên hướng về hình ảnh phản chiếu của cậu bé đang bị cảm cúm. Các bạn ơi, các bạn có đoán ra được đáp án của câu hỏi này chính là phản cảm không? Wow, xin chúc mừng các bạn nha, các bạn thật sự rất giỏi. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi số 3 nào. Gợi ý lần này có vẻ hơi đáng sợ một xíu nha. Một chiếc đầu lâu đang la lên. Xin chúc mừng các bạn đã tìm ra được đáp án của câu hỏi này chính là lâu la nha. Cùng tiếp tục nào mọi người ơi. Và gợi ý lần này của bọn mình chính là mũi tên hướng về vị quan có trọng lượng nặng hơn. Xin chúc mừng các bạn đã tìm ra được đáp án của câu hỏi này chính là quan trọng nha. Ai đã tìm ra được đáp án chính xác hãy giơ tay cho bọn mình biết nào. Xin mời các bạn sẽ cùng đến với câu hỏi số 5 nha. Và gợi ý của bọn mình chính là một cậu bé định đánh thức bạn của mình khi nghe lời thách đố. Các bạn ơi, và đáp án của câu hỏi này chính là thách thức nha. Quá rõ ràng phải không nào? Để xem câu hỏi số 6 sẽ đưa chúng ta đến một điều gì thú vị hơn nha. Và gợi ý lần này mà Đố Vui Nhanh Trí mang lại cho các bạn chính là hai quả cầu đang yêu nhau. Dễ thương quá phải không các bạn ơi? Xin chúc mừng các bạn đã tìm ra được đáp án của câu hỏi này chính là yêu cầu nhé. Các bạn thật sự giỏi quá đi, mình rất hâm mộ các bạn đấy. Để xem câu hỏi số 7 sẽ là gì nha. Và gợi ý lần này mà Đố Vui Nhanh Trí mang lại cho các bạn chính là một mũi tên đang hướng về những cánh hoa phía đằng xa. Và đáp án chính xác của câu hỏi này chính là xa hoa nha. Giỏi quá các bạn ơi, hãy cùng tiếp tục với câu hỏi tiếp theo nào. Và gợi ý lần này chính là những chiếc dài đang được treo trên cao. Và đáp án của câu hỏi này chính là treo dài nhé. Mọi người đừng suy nghĩ quá xa xôi nha. Hãy cùng tiếp tục với câu hỏi tiếp theo nào mọi người. Và gợi ý lần này của bọn mình chính là một cậu học sinh đang đánh trống. Các bạn ơi, đáp án chính xác của câu hỏi này chính là trò trống đấy nhé. Ai đã tìm ra được đáp án chính xác nào? Dành tặng cho các bạn một tràng vỗ tay nha. Chúng ta hãy cùng đến với câu hỏi cuối cùng nào mọi người ơi, nhanh quá phải không nào? Gợi ý lần này chính là những đứa trẻ đang khấn nguyện trước mô hình quả địa cầu. Có ý nghĩa gì nhỉ? Mọi người hãy cùng suy nghĩ nha. Các bạn ơi, đáp án của câu hỏi này chính là cầu nguyện nhé. Các bạn giỏi quá đi. Ai đã tìm ra được hết tất cả những đáp án chính xác, hãy để lại ở dưới phần bình luận cho bọn mình biết với nha. Cảm ơn các bạn đã cùng tham gia với những câu đố của Đố Vui Nhanh Trí. Yêu các bạn rất nhiều. Đừng quên dành tặng cho bọn mình một like và một subscribe để ủng hộ tinh thần cho kênh của bọn mình nhé. Và cũng đừng quên nhấn vào chiếc chuông dễ thương để có thể nhận về thông báo cho video lần sau nè. Bye bye mọi người.